Rồi, xin chào anh em, em cũng test luôn con lọc xì sân sôi SA8 gửi cho một bác khách ở Quảng Ninh. Em xin lỗi Lạng Sơn, Quảng Ninh là con Vioner. Rất đẹp nha, con này thì rất đẹp. Đây nè. Rất đẹp, nắp lưng rồi ốc á thì rất là mới. Nè, chân rắc còn sáng giới nha anh em. Em vẫn còn một con, hai con thì vẫn còn một con như thế, hình thức như thế. Chân rắc là rất mới luôn. Đó. Rồi thì đây là đang em hạ hết cần xuống rồi. Con này cắt rất là sạch. Nè, bây giờ em chuyển qua chế độ là không qua lọc xì nè. Đó. Không qua lọc xì thì mình kéo cần thì nó mất âm thanh xuống ha. Giờ em kéo lên. Đó, anh em nghe tiếng bass nó lên phê đó kìa. Ấm lắm. Kép lên. Đây, bên này lên nè. Lúc này chúng ta lên thì tần số nó cao á, đèn nó hơi cao, mình hạ nó xuống cho đèn nó nhúng đẹp ha. Đó, rồi em không có qua lọc, là đang bỏ lọc. Anh em nghe tiếng mic nó rất là nhiều. Bass chép thì yếu ha, giờ mình đổi qua nè. Hiện tại thì lọc xì em cũng còn khá khá, anh em nào có yêu thì hãy phone cho em nha. Phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Em ship hàng toàn quốc. Thì giá em báo là đã bao ship, anh em nào ship cọt thì chuyển trước giúp em 20%. 20% và em không bao ship nha. Cho cái phần ship cọt. Xin cảm ơn anh em.